Ngọc Dung xin thân ái kính chào quý khán thính giả đến với điểm tin thế giới. Kính mời quý vị theo dõi các điểm tin do Võ Thái Hà tóm lược. Bà Hillary hạ thấp mối đe dọa Trung Quốc. Brie Bart đưa tin cựu ngoại trưởng Hillary Clinton đã hạ thấp mối đe dọa từ chính quyền Trung Quốc trong cuộc thảo luận hôm thứ hai với Hội đồng Đại Tây Dương, nói rằng mọi người không thể đổ lỗi cho một quốc gia vì lợi ích của mình. Theo Breitbart, trong khi hạ thấp mối đe dọa Trung Quốc, bà Clinton đã tìm cách đổ lỗi cho chính quyền Trump, người luôn nhấn mạnh sự nguy hiểm của Bắc Kinh và tích cực hành động chống lại chế độ Cộng sản. Chúng ta nên tự vấn bản thân vì đã không hiểu hiệu quả hơn trong cách thức chúng ta đối phó với cách tiếp cận mới hung hăng hơn và đầy tham vọng của trung quốc bà clinton nói mỹ siết chặt huawei theo các quy định mới do bộ thương mại hoa kỳ ban hành hôm thứ hai bất kỳ công ty nào bán bất kỳ sản phẩm nào của huawei được sản xuất ở bất kỳ đâu bằng công nghệ hoa kỳ để phải sẽ phải xin phép giấy phép SCMP cho hay quy định này nhằm ngăn chặn việc Huawei trốn trách các kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ bằng cách mua các bộ phận điện tử thông qua các bên thứ ba. Bộ Thương mại cũng đã bổ sung 38 chi nhánh khác của Huawei tại 21 quốc gia vào danh sách quản lý nhằm ngăn chặn các công ty nước ngoài xuất khẩu công nghệ mỹ cho các thực thể này vì chúng tôi đã hạn chế quyền tiếp cận công nghệ của hoa kỳ huawei và các chi nhánh của nó đã lách luật bằng cách thông qua các bên thứ ba để khai thác công nghệ của mỹ theo xu hướng làm suy yếu lợi ích từ chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia mỹ bộ trưởng thương mại mỹ robert ross cho biết hành động đa mũi nhọn này thể hiện cam kết không ngừng của chúng tôi trong việc ngăn chặn Huawei thực hiện những hành vi này. Cựu sĩ quan CIA bị cáo buộc làm gián điệp cho Trung Quốc Một cựu sĩ quan CIA đã bị buộc tội cung cấp bí mật cho Trung Quốc trong suốt một thập kỷ. Đây là vụ án được một quan chức hàng đầu Bộ Tư pháp mô tả giống như một cuốn tiểu thuyết gián điệp. SCMP đưa tin sáng thứ ba. Bộ Tư pháp cho biết, cựu quân nhân CIA đồng thời là nhà ngôn ngữ học FBI Alexander Zuck Chung mà 67 tuổi, cư dân Hawaii, đã bị bắt hôm thứ Sáu ngày 14 tháng 8 tại Hawaii và bị buộc tội âm mưu cung cấp thông tin quốc phòng cho chính phủ nước ngoài ông Ma sẽ phải đối mặt với án tù trung thân nếu bị kết tội. Một hồ sơ của FBI cáo buộc một người đàn ông 85 tuổi ở Los Angeles, họ hàng của ông Ma và cũng là một cựu sĩ quan CIA, đóng vai trò chủ mưu nhưng không bị buộc tội vì ông này đang mắc bệnh suy nhược về nhận thức. Tổng thống Belarus đặt điều kiện chuyển giao quyền lực. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm thứ Hai nói rằng ông sẽ sẵn sàng tổ chức các cuộc bầu cử mới và bàn theo quyền lực sau một cuộc trưng cầu dân ý về hiến pháp. Reuters nhận định đây là một bước đi của ông Lukashenko nhằm xoa dịu các cuộc biểu tình và đình công hàng loạt trong những ngày qua. Tuy nhiên, người đang ngồi ở ghế tổng thống Belarus, 26 năm, lại đưa ra một ràng buộc rằng ông sẽ không thực hiện việc này trong khi đang chịu áp lực từ người biểu tình. Chúng tôi đã tổ chức bầu cử rồi. Ông Lukashenko nói sẽ không có bất kỳ cuộc bầu cử mới nào trừ khi bạn giết tôi. Ông Lukashenko không chỉ đang phải chịu các áp lực từ người biểu tình mà còn phải đối mặt với mối đe dọa từ các lệnh trừng phạt của EU sau khi chính phủ của ông thực hiện các cuộc đàn áp người biểu tình, những người tố cáo ông gian lận để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vào tuần trước. Ông Trump nói về cách tạo thêm 10 triệu việc làm mới. Tổng thống Trump hôm thứ Hai tuyên bố sẽ tạo ra 10 triệu việc làm trong 10 tháng và một trong những cách thể thực hiện mục tiêu này là thiết lập các khoản tín dụng thuế cho các công ty Hoa Kỳ, chuyên cơ sở sản xuất từ Trung Quốc về Mỹ, theo Reuters. Chúng tôi sẽ tạo ra các khoản tín dụng thuế cho các công ty mang việc làm từ Trung Quốc trở lại Mỹ, ông Trump nói trong một bài phát biểu kéo dài một giờ trong cuộc vận động tranh cử tại Mankato, bang Minnesota ông cũng dự đoán rằng nền kinh tế mỹ sẽ phục hồi mạnh mẽ sau cú sốc kinh tế do đại dịch viêm phổi vũ hán gây ra trong trường hợp ông tái đắc cử chúng ta đã cùng nhau tạo ra những điều kỳ diệu cho nền kinh tế và bây giờ chúng ta sẽ thực hiện lại kỳ tích này ông trump nói với những người ủng hộ ông trump sẽ ân xá cho một người rất quan trọng Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 17 tháng 8 cho biết ông sẽ ân xá cho một người rất rất quan trọng vào ngày mai theo giờ Mỹ. Nhưng nhấn mạnh người đó không phải Edward Snowden hay Michael Flynn theo Reuters. Thông tin trên được ông Trump công bố với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One hôm thứ Ba ngày 17 tháng 8. Ông từ chối cung cấp thông tin chi tiết ngoại trừ việc nói rằng người được ân xá không phải cựu nhân viên cơ quan an ninh quốc gia NSA Edward Snowden hay cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn. Tổng thống Bồ Đào Nha bơi ra biển cứu người. Theo BBC, Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Roberto dos Santos Hôm 15 tháng 8, đã bơi ra hỗ trợ của hai người phụ nữ sau khi thuyền cây dạc của họ bị lật trên biển Algarve. Sự việc xảy ra hôm 15 tháng 8 khi ông Rebello de Sosa, 71 tuổi, đang trong kỳ nghỉ ở vùng Algarve, cực nam Bồ Đào Nha, nhằm thúc đẩy ngành du lịch tại khu vực này. Vị tổng thống kể rằng ông đang phát biểu với các phóng viên tại bãi biển prayer do alvor thì phát hiện hai người gặp nạn, họ bị dòng hải lưu cuốn từ một bãi biển gần đó vào vịnh. Video cho thấy ông bay ra giữa biển đến chỗ hai người phụ nữ đang chơi với để trợ giúp họ. Một người đàn ông khác đã có mặt ở đó, đang cố giúp lật lại con thuyền, trong khi một người lái mô tô nước cũng tiến lại để giúp đỡ. Người này sau đó đã kéo kayak vào bờ. Bộ trưởng Tài chính Canada từ chức. Bộ trưởng Tài chính Canada Bill Mono hôm thứ Hai tuyên bố từ chức khi đang bị điều tra bê bối liên quan đến tiền hỗ trợ COVID-19 cho thanh niên theo AFP. Khi chúng ta chuyển sang giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến chống đại dịch và mở đường hướng tới phục hồi kinh tế, chúng ta phải công nhận quá trình này sẽ mất nhiều năm. Đây là thời điểm thích hợp để một bộ trưởng tài chính mới đưa ra kế hoạch phục hồi trên con đường dài và đầy thử thách phía trước. Ông Mono nói, tuần qua, truyền thông Canada đưa tin về sự bất đồng giữa ông Mono và Thủ tướng Trudeau trong cách thức tái khởi động nền kinh tế đang suy thoái của Canada do đại dịch trong bối cảnh ngân sách chính phủ thâm hụt tới 340 tỷ đô la Canada. Ủy viên đạo đức của Canada, cũng mở một cuộc điều tra về mối quan hệ của ông Mono với một tổ chức từ thiện liên hệ với chính phủ để phân phối việc viện trợ tiền COVID-19 cho thanh niên. Động đất mạnh tại Philippines là một người chết, nhiều nhà cửa hư hại. Một trận động đất mạnh 6,6 độ Richter sáng nay đã xảy ra tại miền trung Philippines, làm ít nhất một người chết và nhiều nhà cửa bị hư hại, theo Manila, Manila Bulletin. Trận động đất được cơ quan thăm dò địa chất Mỹ ghi nhận lúc 8 giờ 3 phút giờ địa phương, tức là 7 giờ 3 phút giờ Việt Nam, tại vùng Baikal, phía đông nam đảo Masbate. Hàng chục dư chấn đã xảy ra sau động đất. Chính quyền thị trấn Cottingen trên đảo Marsh Bay, cho biết trận động đất rất mạnh khiến nhiều nhà cửa bị hư hại. Thị trấn Cottingen nằm cách tâm trấn vài km về phía tây. Tại thị trấn Balanas lân cận, cảnh sát cho biết một số bệnh nhân bao gồm những phụ nữ sắp sinh đã phải sơ tán khỏi bệnh viện để phòng ngừa dư chấn. Trong khi đó, gần như tất cả người dân trong các tòa nhà tại thành phố Ilolo, cách đảo Mars Bay khoảng 400 km về phía đông nam, đã đổ ra đường do động đất. Bộ trưởng Năng lượng Nga nhiễm COVID-19 Sputnik hôm thứ Ba, 18 tháng 8, dẫn lời của Thủ tướng Nga Mikhail Mishutin cho biết, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak đã dương tính với NCOV. Theo thông tin từ Bộ Năng lượng Nga, ông Novak không có bất cứ triệu chứng mắc bệnh nào và hiện sức khỏe vẫn ổn. Sở di trú Hồng Kông bị cáo buộc trì hoãn cấp thị thực cho nhà báo nước ngoài. Việc nộp đơn xin gia hạn visa của nhân viên văn phòng báo chí quốc tế tại Hồng Kông đang bị trì hoãn trong khi chính quyền siết chặt các cơ quan báo chí địa phương theo Taiwan News. Các nhà báo nước ngoài muốn gia hạn visa tại Hồng Kông đang đối mặt với sự chậm trễ khi có những tin tức cho biết một đơn vị di trú mới đã âm thầm được thành lập để xử lý những đơn xin visa nhạy cảm. Cùng với các cuộc đột kích trước đó vào trụ sở của Apple Daily, tình trạng bất an đối với nền tự do báo chí tại khu vực đang tăng cao hơn bao giờ hết một số phóng viên quốc tế nộp đơn xin gia hạn visa đã phải chờ đợi một thời gian khá dài để đơn được chấp nhận và không nhận được bất kỳ lời giải thích nào đây là một điều bất thường tại một thành phố quốc tế từ lâu được xem là trung tâm báo chí của châu á các phóng viên phóng viên tại văn phòng hồng kông của the wall street journal và the south china morning post đều gặp phải sự cố này trong khi phóng viên của The New York Times phải chờ đợi lâu nhất, theo The Stand News. Tờ The Standard dẫn nguồn thạo tin cho biết một đơn vị an ninh quốc gia mới đã được sở di trú thành lập và được lãnh đạo bởi một quan chức di trú cấp cao chịu trách nhiệm xử lý các đơn xin visa nhạy cảm. Chẳng hạn, các đơn xin cấp visa của các cơ quan truyền thông quốc tế và các tổ chức của Đài Loan. Trước đây, thủ tục cấp visa cho các phóng viên nước ngoài thuộc thẩm quyền của bộ phận thẩm định chất lượng người nhập cư và cư dân đại lục, viết tắt là QMMR, đặt tại tầng số 6 của tòa nhà văn phòng nhập cư tại quận Wan Chai. Tuy nhiên, một nguồn tin thân cận với bộ di trú nói với The Stand News rằng bộ phận mới thành lập này không nhằm không nằm trong các văn phòng QMMR mà dường như là một đơn vị nội bộ. Nguồn tín không thể tìm thấy bất kỳ danh sách nhân viên nào của đơn vị mới này. Người biểu tình Thái Lan, đất nước là của nhân dân, hạ bệ độc tài. Ngày 16 tháng 8, Reuters đưa tin, vào chủ nhật hàng ngàn người Thái Lan đã biểu tình chống chính phủ ở thủ đô Bangkok. Họ hét vang khẩu hiệu hạ bệ độc tài và đất nước thuộc về nhân dân. Đây là một trong những cuộc biểu tình lớn nhất của Thái Lan kể từ khi quân đội tiến hành cuộc đảo chính vào năm 2014. Tại đất nước Thái Lan, trong khoảng một tháng vừa qua, hầu như ngày nào cũng có đông đảo sinh viên tổ chức biểu tình. Các hoạt động gần đây dần như được ủng hộ rộng rãi hơn. Người biểu tình yêu cầu ông Prayut Chan-ocha, cựu lãnh đạo chính phủ quân sự, hiện là đương kim Thủ tướng Thái Lan, phải từ chức. Ban hành hiến pháp mới và ngừng sách nhiễu những người bất đồng chính kiến. Một số sinh viên thậm chí còn yêu cầu hoàng gia thực hiện cải cách một yêu cầu luôn được xem là vấn đề đặc biệt nhạy cảm ở Thái Lan. Pasawali Takakiwi Vungpong. Một sinh viên biểu tình 24 tuổi đã hét lên trước đông đảo người biểu tình đang tụ tập trước tượng đài dân chủ, the Democracy Monument ở Bangkok. Chúng tôi hy vọng rằng người dân có thể thông qua cuộc bầu cử mới để thành lập quốc hội mới. Cuối cùng, ước mơ của chúng tôi là có một hoàng gia tuân thủ hiến pháp. Ông Prayut đã chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi năm ngoái. Tuy nhiên đối thủ của ông cho rằng cuộc bầu cử được tiến hành theo nhiều quy định khác nhau theo Prayut thiết lập để đảm bảo cho chính mình chiến thắng, đảng đối lập thẳng thắn chống lại. Nga, ý đồ phát triển vaccine như chạy đua không gian thời chiến tranh lạnh. Có lẽ vì thế mà quốc gia này đã bỏ qua giai đoạn thử nghiệm thứ ba của vaccine viêm phổi Vũ Hán khiến dư luận phản ứng ngày 11 tây tháng 8, Tổng thống Vladimir Putin thông báo loại vaccine do Viện Dịch Tễ Học và Vi Sinh Vật Gamalia thuộc Bộ Y tế Nga phát triển đã vượt qua tất cả các thử nghiệm gần cần thiết, chứng minh hiệu quả là có thể khiến cơ thể người hình thành khả năng miễn dịch liên tục. Ông Putin nói rằng Bộ Y tế Nga đã phê duyệt loại vaccine virus Vũ Hán đầu tiên trên thế giới. Bộ trưởng Y tế Nga cho biết Nga có kế hoạch bắt đầu tiêm chủng hàng loạt vào tháng 10 năm nay. Sau đó, Hope trích dẫn thông tin cho biết ông Putin tiết lộ rằng một trong những cô con gái của ông cũng đã tham dự các thí nghiệm tiêm chủng loại vaccine này. Trong lần tiêm vaccine đầu tiên, cô sốt nhẹ. Tới ngày sau, nhiệt độ cơ thể giảm nhẹ hơn bình thường lần tiêm thứ hai, cô có sốt một chút, sau đó trở lại bình thường. Ông Putin cho biết, con bé cảm thấy dễ chịu và trong cơ thể cũng xuất hiện nhiều kháng thể. Putin hiếm khi nói về hai cô con gái của mình, Maria Voron Voronsova và Katerina Tikonova trước công chúng. Thông tin về đời tư của hai cô gái này cũng được giữ kín bỏ qua thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 làm giấy lên nghi ngờ. Nga đã đăng ký sản xuất vaccine trước khi giai đoạn thử nghiệm thứ ba được hoàn thành. Điều này làm giấy lên nghi ngờ mạnh mẽ trong và ngoài nước. Bình thường giai đoạn 3 của thử nghiệm sẽ phải kéo dài trong vài tháng. Với hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn tình nguyện viên tham gia, điều này có nghĩa là vaccine phải được thử nghiệm để xem liệu nó có thể bảo vệ toàn xã hội hoặc những người khỏe mạnh khỏi các bệnh nhiễm trùng tự nhiên hay không? Kính thưa quý khán thính giả, chương trình điểm tin thế giới đến đây xin chấm dứt. Ngọc Dung xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn lại quý vị trong điểm tin thế giới kỳ tới. Kính chúc quý vị và toàn gia quyến một ngày vạn an và hạnh phúc.